Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay thì em sẽ quay một cái video hướng dẫn chia sẻ với mọi người về cái mà lý do vì sao các bé cứ hút đồ trắng bị ố lông như thế nào, nguyên nhân dẫn đến ố lông và cách khắc phục như thế nào nhé mọi người nhé. Đây, ở đây em có một đàn cún trắng, có ba bé size tiny toy này. Đàn này là em bao đầu ra cho con cho một anh khách ở gần. Anh ấy trước kia anh mua bé cún mẹ bên em và cho phối, xong rồi bây giờ nó đẻ được đàn này đứa đầu tiên. Do chưa kinh nghiệm chăm ý nên là nó hơi bị ố lông một chút. Đây là tất cả ba bé nhá, có nhìn rõ size tiny toy mọi người nhá. Đấy, mọi người có thể không biết là chắc qua video cũng nhìn rõ nhỉ. Mẹ nhảy ra rồi, khi cho nó vào cho nó nhảy ra. Đây quay cho mọi người xem để mọi người biết được các bạn nào ố nhiều nhất nhỉ. Cái ố lông là gì, ố lông như thế nào mọi người có thể nhìn nhá. Đây, bình thường là phần lông của bạn ấy sẽ màu trắng nhưng mà chỗ này nó thành màu vàng rồi này. Đây, đây phần lông mõm của bạn ấy đang bị vàng, phần mõm này, nách này, mảnh lại da tập trung với mảnh đấy. Đây phần nách này, phần dưới bàn chân này màu vàng này, nách cũng hơi vàng một chút thôi, nó lại không màu vàng nặng, nhất là cái phần cổ, phần mõm này nó đang bị vàng. Chắc là qua video nhìn cũng rõ đúng không? Đấy, thì đấy là gọi là ố lông mọi người nhá, tức là trên cái phần lông bạn ý nó là phần lông trắng tinh nhưng mà nó sẽ bị những cái vệt vàng, thường là hay ở phần mõm, phần cổ, phần nách. Nó sẽ rõ nhất. Thì nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề khi bị ố lông như thế là vì sao? Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó chính là do quá trình nuôi, mình nuôi các bé cũng ở trong những cái chuồng gấp như này, thường là trên các bầu mọi người sẽ thường nuôi những cái chuồng như này, thì bây giờ nó có những cái khay vệ sinh như này đó, để hứng thức ăn thừa này, hứng những cái chất thải các bạn ý, ví dụ là nước tiểu và phân đấy. Thì khi mà mình nuôi một đàn cún cút đồ màu khác thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng mà nuôi cún cút đồ trắng tinh này thì khi mà còn nhỏ chơi các bạn ấy sẽ rất là dễ tụt xuống cái nan khe như thế này, và khi mà chân đã bị tụt xuống cái khay nước tiểu này mà mình không kịp thay cái khay nước tiểu đi thường xuyên ấy, thì nó chân nó nhúng nó ngâm vào cái nước tiểu ấy, thì nó có thể gây đến ố vàng lông rất là nhanh đấy. Rồi không chỉ ố lông mà nó có thậm chí có thể dẫn đến cái tình trạng nấm. Rất là may mắn là nhà anh chủ của đàn này là nuôi là không bị nấm, bởi vì anh nuôi ở cái môi trường nó rất là khô ráo. Nhưng mà không may là nó bị ố lông, không phải đàn này thì em nghĩ là không phải vấn đề là anh ấy làm nó bị tụt chân xuống đâu, bởi vì anh cũng chẳng biết sắn nhớ rất là nhiều phần chân thì nó cũng không bị ố, mà nó ố ở cái phần lông mõm với cả lông cổ, bởi vì là anh ấy cho nó ăn uống xong ăn cháo đến cái thời kỳ ăn dặm ấy, thì chó con mình sẽ bắt đầu cho nó tập ăn bằng cách ăn cháo. Thì ăn cháo xong anh ấy không lau sạch sẽ cái phần miệng với phần cổ của bạn ấy đi, làm cho các bạn ấy bị ố lông. Đây, mọi người có thể kiểm tra ố lông bằng cách nhá. Nhìn thì vàng này, nhìn thì rất là vàng, nhưng mà khi mọi người vạch cái chân lông của nó ra ấy thì nó trắng tinh. Đấy, đây mọi người nhìn nhá. Đây, cái phần lông này của bạn ấy rất là vàng này, em vạch phần chân lông ra này. Đấy, rất là trắng tinh nhá mọi người nhá. Đấy, thì sau này khi mà cắt đi thì bạn ấy vẫn là màu trắng tinh. Đó, thì cái đàn này thì em nghĩ là do anh chủ anh ấy cho nó ăn uống rồi, nó ăn xong rồi nó không được lau miệng sạch sẽ, mà thức ăn nó cũng bị kết bẩn lại, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng ố lông, và đúng là bé cún vào cái phần bàn chân các bạn ấy bị ố ấy, là do bạn ấy bị tụt chân xuống cái phần nước tiểu bên dưới, và cái ố lông cái phần bàn của này thì phần chân nó không bị ố nhiều. Em nghĩ là anh ấy cũng cẩn thận trong cái khâu ấy rồi, nhưng mà chỉ có cái là chưa kinh nghiệm nuôi, là cho ăn xong không lau rửa sạch sẽ mặt mũi thì các bạn ý, nên là nó bị ố cái phần lông cổ với lông mặt khá là nhiều. Vậy thì đấy là cái nguyên nhân chính dẫn đến ố, là hai cái nguyên nhân chính dẫn đến ố lông. Vậy thì cách khắc phục như thế nào? Đối với các bé cún trắng như thế này mà đàn cún nhà mình mà chưa cạo lông máu ấy, thì em nghĩ là cách nhanh nhất là mọi người nên cạo lông máu cho nó mọc lên cái lớp lông mới, thì chắc chắn nó sẽ ra màu trắng tinh và không bị ố lông, sáng sủa rất là đẹp. Còn ví dụ như là đối với những bé cún trắng này thì mọi người nên lựa chọn những cái loại sữa tắm dành riêng cho cún lông trắng nhé. Ở ngoài thú y người ta sẽ bán rất là nhiều, mọi người chỉ cần hỏi người ta thôi. Nhiều bên thú y mình không hỏi thì người ta cũng không nói đâu. Nhiều chỗ thì em đi mua người ta cũng hay bảo là giống như anh màu gì thì em bắt đầu em bán sữa tắm, nhưng mà nhiều chỗ thì các bạn ấy kiểu không để ý ấy, các bạn không hỏi cứ loại sữa tắm nào mọi người hay dùng thì bán thôi, hoặc là biết giống chó là chó bút đồ hoặc là chó phúc sóc thì mọi người người ta bán sữa tắm cho mình thôi. Đấy, còn
Thế là mọi người nên chủ động báo với người ta là bé cún nhà mình là bé poodle đồ có lông màu trắng, bán cho mình sữa tắm dành riêng cho cún poodle đồ trắng. Nó sẽ có, đối với những bé cún poodle đồ trắng này thì sữa tắm dành cho bọn nó sẽ là những loại sữa tắm nó mang tính chất là tẩy mạnh hơn một chút để cho cái lớp lông nó được sáng, nó không bị ố màu tối màu đi ấy. Đấy, thế nên là mọi người tắm thì cũng chỉ nên là một tuần tắm được một hoặc cùng lắm 2 lần thôi nhé. Tắm quá nhiều nó sẽ gây khô lông, sơ lông và khô da, nó sẽ không tốt cho các bé cún, màu nào cũng nên như thế. Đấy, còn đấy là hai cái cách khắc phục chính. Với cái thứ ba là mọi người nuôi các bé cún ấy thì nên để ý một chút, mình nên cạo cái phần lông bàn của các bạn ấy đi để các bạn ấy đi chơi thoải mái, có thể dẫm ở những cái chỗ bẩn thoải mái, hoặc cũng không may tụt chân xuống những cái khe chuồng nó bị rộng ấy thì cũng không bị bẩn cái phần lông chân đấy. Thì chân nó, bởi vì cạo cái lông bàn đi thì đây cái phần bàn chân của các bạn ấy đây mọi người này, đây là cái phần bàn chân nhá. Đấy, đây là phần bàn chân này, mọi người cạo sạch chỗ này đi, không còn lông nữa thì nhìn chân sẽ rất là sạch sẽ, đi về mới không sợ bị bẩn chân, lấy khăn lau đi phát là được, và nhìn sẽ xinh hơn rất là nhiều, nhìn nó như con cừu con ấy. Đấy, poodle thì nên cạo lông 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 bàn đi. Thế à, đây như bé này là em đã cạo qua để cho mọi người nhìn này, bạn này đã bắt đầu mọc lên rồi. Đây, cạo qua đây cái phần bàn chân của bạn ấy đây, phần bên trên nó sẽ dày hơn như này, bình thường lông nó sẽ dày chùm hẳn xuống đây. Đây bàn này rõ hơn này, hôm trước cạo qua đi để cho bé nhân viên mới bạn ấy học thôi. Còn cạo khi mà mọi người cạo mới cạo đi ấy, thì nó sẽ trắng tinh như này, nó không còn lông nữa luôn, nó còn mỗi da, nhìn đáng yêu lắm. Đấy, đấy là cạo lông bàn. Đấy là cái cách, ba cái cách đơn giản nhất để mình có thể giữ được cái màu lông trắng tinh cho các bé cún poodle mà không bị ố nhé. À, chia sẻ mọi người một cái nữa là cách làm sao mình có thể phân biệt được chó poodle lông trắng hay là lông kem, làm sao để không thể bị lừa giữa hai cái màu đấy ấy. Thì như em chia sẻ ở đầu video ấy, mọi người muốn biết lông của các bé cún poodle của mình sau này sẽ thành màu gì thì mọi người chỉ cần vạch cái phần chân lông lên nhé. Đây, cái này nhé em bị ố này nhưng mà chân lông vẫn trắng tinh. Đấy, đây mọi người nhìn nhá, ngay cả chỗ ố nhất là cái phần này đúng không? Đây vạch vạch ra này. Đây, chân lông vẫn trắng tinh nhé mọi người nhé. Đấy, đây phần lông mặt đây. Lông mặt thì nó hơi ngắn, hơi khó nhìn. Đây lông cổ đây, vẫn trắng tinh nhá. Đó, em mọi người muốn để mình không bị lừa khi mà mua những cái bé cún cút đồ màu rõ ràng là màu kem, nhưng người ta lại bảo nhiều bên là người ta làm ăn không uy tín ấy, thì rõ ràng là bé cún cút đồ màu kem, nhưng mà khi mình thắc mắc ấy, thì người ta lại bảo là bé này bị ố lông chứ không phải màu kem đâu, trắng tinh đấy. Thì mọi người có thể kiểm tra bằng cách là vạch cái phần chân lông ra là mình sẽ biết nhé. Đấy, còn thực ra thì nhiều người cũng không quan trọng là phải trắng tinh hay là phải kem đâu, mà mình cứ nhìn yêu bé nào thì đón thôi, thì trường hợp đấy thì rất là dễ rồi. Nhưng mà với những anh chị nào mà mình yêu cầu là màu phải đúng như thế, thì đấy là một trong những cách mà mình có thể dễ dàng kiểm tra ngay lập tức để mà không bị những cái bên người ta làm ăn không uy tín, người ta lừa đảo nhé. Đấy, thì đấy là một số cái chia sẻ của em về những cái những cái cách chăm sóc các bé cún poodle màu trắng, mọi người có thể tham khảo nhé. Hoặc anh chị có bất cứ cách nào hay hơn mình áp dụng với hiệu quả rồi thì mọi người cứ chia sẻ xuống bên dưới để em cũng như nhiều anh chị khác đang chăm nuôi các bé cún poodle có thể học tập nhé. Rồi, xin chào mọi người.